Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh sư phụ an tọa, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Xin mời toàn thể đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Ai rồi cũng sẽ về thiên cổ, dù giàu sang hay khổ một đời, nước mắt rơi khi hồn lìa xác, chỉ còn là cát bụi hư vô. Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ, cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường. Ai rồi cũng tử, sinh thì phải nhận, dẫu sang giàu hay phận vất vơ, trăm đường tơ trở về một cõi, chuyện tử sanh mãi luôn là định luật. Đời vô thường sự thật chẳng thể thay, là con người thì ai cũng như ai, đến cuối cùng cũng phải về cát bụi. Để tưởng niệm đấng sanh thành đã vĩnh viễn ra đi về miền xa cách, với nỗi buồn của kẻ đi người ở, kẻ mất người còn. Âm dương khác nẻo, bao nghĩa sinh thành và dưỡng dục, làm con không biết làm sao để báo đền thăm ơn trời biển đó. Với tinh thần hiếu đạo, toàn thể gia đình Phật tử Huỳnh Thị Kim Cương, pháp danh Diệu Định, và Phật tử Lê Thị Thao, và toàn thể quý Phật tử tề tựu về chùa Quan Thế Âm, thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, để nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền cũng như đã quá cố, cùng toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc được phước huệ tăng long, siêu sanh lạc quốc. Trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong sự chứng minh trong chánh niệm của chư tôn đức, giờ đây có Phật tử Nguyễn Trung Đức, pháp danh Bảo Đức, xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua chú Bảo Đức đã thay mặt cho hai gia đình cô Diệu Định và cô Lê Thị Thao đã dâng lên lời tắc bạch bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình đối với chư tôn đức tăng. Chúng tôi thay mặt chư chư tăng cùng toàn thể quý Phật tử nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho cụ Hương Linh, Tô Thị Phỉ Nhỏ, pháp danh Liên Phương và Hương Linh Nguyễn Thị Vui được thừa tư công đức phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật, cúng dường trai tăng mà sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và được cao đăng Phật quốc thượng phẩm thượng sanh và A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến cái vấn đề trợ niệm cho người lúc lâm chung. Bà cụ Tô Thị Phỉ Nhỏ, bà bên Đạo Hòa Hảo, và bà cụ trước khi mất là được lên trên chùa Quán Âm gặp chúng tôi trên này, và chúng tôi đọc pháp danh là Liên Phương do người con gái đó là cô Diệu Định ở bên Indo về và năn nỉ tha thiết mời bà lên để gặp chúng tôi. Khi gặp chúng tôi thì chúng tôi có quy y cho cụ và có đặt pháp danh và có dặn cụ niệm Phật theo cái máy, tức là một câu niệm Phật trong máy và bà cụ niệm thêm một câu. Thường những người già mà mình chỉ cho họ thì họ rất là chân thật. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những người đã già rồi thì họ không có còn suy nghĩ công việc làm ăn, không lo lắng gì nữa. Mà riêng cụ này thì còn một cái lo, đó là lo cho cháu.
có người cháu bà rất là thương, và bà nói cô dự định là phải lo cho đứa cháu đó thì bà chết mới an lòng. Cho nên thành ra cô dự định cũng bỏ tiền ra lo cho cháu để cho bà yên tâm. Thường những người già thì họ hay dính mắc con cháu, tiền của, công việc thì họ có thể họ buông được. Riêng cụ này thì cô dự định là người con đã lo hết cho bà. Bà muốn cái gì cổ cũng lo hết. Và người con có một cái lòng hiếu thảo là chỉ mong cho mẹ vãng sanh thôi. Thì cụ này rất là chân thật, vâng lời làm theo. Và chúng tôi đưa cái máy là cụ đeo suốt, cụ niệm Phật. Cụ này có duyên với thần chú Đại Bi. Cái lúc trước cụ vào trong bệnh viện đó, thì khi ở trong bệnh viện thì ban ngày cũng như ban đêm gặp các hương linh đến. Bà cụ bà kể cho chúng tôi là gặp các hương linh đến làm cho bà bất an sợ hãi vô cùng. Sau đó rồi bà nói với cái đứa cháu là trì thần chú cho Đại Bi cho bà nghe đi để bà bớt sợ. Thì đứa cháu trì thần chú Đại Bi cho bà nghe khoảng 5 phút là cái cảnh tượng mà các vị hương linh mất. Tâm tư của bà an nhiên, tự tại, hoan hỷ và không còn sợ hãi nữa. Vì vậy cho nên Tổ sư Ấn Quang nói rằng thần chú Đại Bi là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Khi ai tụng đến thần chú này thì có chư Phật, chư Đại Bồ Tát đến gia trì và gia hộ cho người đó. Và các oan gia trái chủ, các vị hương linh đến quấy phá không thể làm cho người đó bất an sợ hãi được. Lúc trước thì chúng tôi không có niềm tin này. Sau đó rồi gặp Văn Sao Ấn Tổ thì mỗi đêm ngày 25 biến hoặc 50 hoặc 75 trải một năm trời bắt đầu mới vào nói. Thực sự Phật Pháp để mình có niềm tin, để mình hành trì cái Pháp đó không phải là dễ đâu. Lúc trước thì không bao giờ mà chúng tôi trì chú, từ năm 2007 đến 2016 không bao giờ trì chú. Mà khi gặp Tổ sư Ấn Quang, Ngài lý luận, Ngài nói cho mình thông cái văn lý đó, mà thông được. Thông rồi mà để mà mình nhập vào, tức là ngộ là mình thông rồi đó, mà để mình nhập vào phải có thời gian. Những người căn trí, người ta căn lành sâu dày thì khi mà họ nghe cái họ ngộ cái họ nhập được liền. Khai thị ngồi nhập Phật chi kiến, khai thị cho họ, họ nghe cái họ nhập được, họ công phu được liền. Còn mình phải mất thời gian cũng khá dài, rồi bắt đầu đại chúng mình mới ổn định, mới thọ trì. Mà một số người bị những người khác họ làm lung lạc mất. Họ nói họ thượng tịnh không, Ngài Hải hiện niệm có bốn chữ A Di Đà Phật, hôm nay ông dắt nhà không biết ông theo ai mà ông trì thêm Đại Bi để xen tạp, chú thiếm làm gì. Tổ sư Ấn Quang nói cái người niệm Phật không trì chú cũng được, nhưng mà đừng có hỷ báng, đừng có chỉ trích người trì chú. Mà nếu cái người mà niệm Phật mà không có trì chú thì cái người này phải là bậc thượng căn thượng trí. Họ hành trì một pháp môn, họ đi thẳng vào, không có chướng ngại. Cái người này họ ăn cơm trắng suông, họ no, họ không ngán. Còn bọn phồn phu chúng ta mà Ấn Tổ Ngài nói ngài luôn á. Mà Bồ Tát Cổ Phật Đại Thế Chí mà Ngài nói là bọn phồn phu chúng ta là Ngài nói ngài đó. Là phải có thần chú Đại Bi. Hôm nay chúng tôi củng cố lại cho mọi người biết rằng là niệm Phật cũng cần phải có thần chú Đại Bi. Cần đấy. Cụ này nghe đứa cháu tụng chứ không có tụng. Đứa cháu tụng có 5 phút, cảnh tượng biến mất. Biến mất. Hồi nãy có một cô ở dưới Gò Vấp Sài Gòn lên nói chúng tôi là con phá 3 cái thai. Bây giờ nó làm con quá bất an. Bây giờ con tu cái cách gì? Chúng tôi cũng lấy y như Văn Sao Ấn Tổ nói sáng 25 biến, chiều 25 biến. Nếu mà chiều có thời gian thì 50 biến cũng được, là 75 biến. Rồi suốt ngày mở danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, ngày niệm theo một câu trong máy, niệm theo một câu. Bồ Tát Quan Âm có cái nguyện là hàng tà ma trừ yêu quái. Cô sẽ hết sợ hãi. Và sáng tụng Phổ Môn, chiều tụng Di Đà. Thấy đơn giản phải không? Đơn giản. Nhưng mà thành kính mà chân thành mà để mà trì tụng đó, có kết quả đó. Mà cô này cũng quá khổ đau rồi, cô nghe cái là cô chịu liền. Còn nhiều lúc đôi khi mình niệm Phật mà mình chưa đến đâu, rồi mình thấy cái lý mà nhất môn thâm nhập á, mà không xen tạp, không hội nghi, không gián đoạn, mình nói theo á, cái được cuối cùng nó phá cái tính tâm của mình. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm, nói theo. Cái cảnh giới của Hòa Thượng Tịnh Không là không xen tạp, không hội nghi và không gián đoạn. Cái cảnh giới đó là của Ngài. Còn mình bắt chước, mình nói đuôi theo, mình nói mà mình chưa vô cảnh giới đó là
có phản tác dụng đấy, phản ứng phụ đấy. Bản thân chúng tôi lúc trước cũng nói nhưng mà không có vô nổi cái công phu của niệm Phật thành phiến. Thành phiến còn chưa vô nổi, chứ đừng có sự nhất tâm lý nhất tâm. Sự nhất tâm lý nhất tâm là mình không mơ nổi rồi. Sự nhất tâm là đoạn được kiến tư hoặc. Tư hoặc mà đoạn thì không phải là dễ, mà kiến tư mà đoạn là chứng A-la-hán rồi, là sự nhất tâm. Lý nhất tâm là đoạn được trần sa và làm nhẹ vô minh. Dễ không? Không dễ. Cho nên là ra đôi khi mình bắt chước những vị lớn, mình nói theo mà cuối cùng mình chưa đạt cảnh giới đó, giật mình chịu không nổi, lên bờ xuống ruộng, khổ đau vô cùng. Cho nên cái lối của tổ sư Ấn Quang là hướng dẫn cho từ bọn phàm phu như chúng ta và cho đến cảnh giới các vị cao siêu tuyệt đỉnh á, thì vẫn đi vào trong văn sao vừa khích. Không phải là Ngài chỉ dẫn cho những người gọi rằng là căn cơ hạ hạ thấp thấp đâu nha. Những căn cơ mà cao đọc vào văn sao mới thấy Ngài nói những cái chữ như hôm qua chúng tôi có giảng mấy anh em đi xuống Bồ Tát. Hạnh khởi giải tuyệt. Mày làm được không? Cái người mà giải tuyệt tức là người này họ đã ngộ thấu được cái lý rồi. Mà khi cái người mà giải tuyệt họ ngộ thấu được cái lý rồi á ngang, là họ đã chế ngự được phiền não. Chế ngự thôi, chế ngự chứ chưa đoạn tuyệt. Mà khi mà họ giải tuyệt tức là họ chế ngự được phiền não rồi, mà họ dụng công nữa đó, thì chắc chắn là phiền não phải phục. Họ sẽ làm cho phiền não tan biến. Họ hành trì nó khởi sắc, họ hành trì nó khởi tác dụng. Hai cái chữ rất là đặc biệt. Hạnh khởi tức là công phu khởi được tác dụng. Mà công phu mà khởi được tác dụng là đoạn trừ được phiền não mới gọi là khởi được tác dụng. Mà công phu mà không đoạn trừ được phiền não thì người này dụng công chưa khởi tác dụng. Vì sao vậy? Bởi vì họ chưa giải tuyệt. Bốn cái chữ này phải nói là bậc thượng thượng căn, nghe vô là phải nói là cảnh giới của tổ sư Ấn Quang là phải nói là bất khả tư nghị. Cho nên hình ra là cái lối của Ngài là từ bậc hạ hạ cho đến bậc thượng thượng, hay tuyệt. Vì vậy cho nên thành ra là chúng tôi nghe người cháu tụng đến thần chú Đại Bi mà trong lòng an ổn là chúng tôi nói tinh liền. Vì trong văn sao Ấn Tổ nói nhiều cái đoạn mà người đó hôn mê rồi cho uống nước chú Đại Bi cái là tỉnh ra. Mà khi mình đọc vào mình phải tin sâu điều này để tùy theo chúng sanh để mà mình đem cái pháp đến cho nó phù hợp. Có những người cái duyên niệm Phật với họ quá mỏng, kêu họ niệm Phật không thì không vô. Mà kêu niệm Quan Âm với trì thần chú Đại Bi họ lại làm được. Có những người họ chuyên nhất họ niệm Phật, kêu họ trì Đại Bi với niệm Quan Âm họ niệm không được. Cũng có kết quả, cũng khởi tác dụng. Thì tùy theo chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng. Tùy theo chúng sanh mà cái căn lành, cái nhân duyên của họ với cái pháp môn nào đó để mà mình phải trao truyền cho họ nó đúng. Chứ không phải mình chấp chặt một bề. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói cái người mà tu mà chướng ngại nhất đó là người chấp chặt một bề, không biết uyển chuyển. Không biết yên chuyện đó. Vậy cho nên cụ Liên Phương này, cái lúc mà cụ ở trong bệnh viện khi chuẩn bị mất, là cô dự định cổ phát tâm lên phóng sanh 17 tấn cá. Mà khi mà khởi được cái ý niệm lên phát tâm phóng sanh thì tự nhiên đâu không biết người ta mua cá ao và giúp giùm cổ đang đi trên bệnh viện, vô bệnh viện lo cho bà cụ, mà những người khác người ta mua cá ào đến bán liên tục và thả vào sông lớn 17 tấn. Còn không tiếc tiền. Mà khi mà phát tâm 17 tấn cá như vậy rồi, nghiệp của bà cụ và thọ mạng của bà hết rồi đó, thì cổ có cái nguyện là không để mẹ mất tại bệnh viện mà phải về tới nhà, giàu trong 1, 2 phút, 5 phút cũng được. Đúng y như vậy, bà phát tâm và nguyện về nhà. Vừa về tới nhà khoảng nửa tiếng sau là bà mất. Cho nên là khi mình vừa phát tâm lên làm công đức á, thì cái công đức đó từ nơi trong tâm địa của mình đã hóa giải những nghiệp báo cho mình, cho gia đình, cho tha nhân. Ông cấp cô độc, ông vừa phát tâm để cúng dường tinh xá kỳ viên thì cung trời Đao Lợi đã có sẵn cái pháp tòa, đã có sẵn cái tòa nhà cho ông cấp cô độc. Sáng nay mới nghe Tổ sư Ấn Quang nói, một ý niệm của mình khởi lên nhất niệm tam thiên, một ý niệm thiện khởi lên là đã có cái quả báo của niệm thiện rồi.
một ý niệm ác đã khởi lên trong tâm là đã có quả báo chờ sẵn rồi. Một ý niệm dâm tâm, tham lam, sân hận, si mê mà thượng phẩm thì địa ngục đã có sẵn, núi đao rừng gươm và giường sắt cột đồng đã chờ sẵn. Ghê thiệt. Mà cái lý này thực sự mình phải hiểu và mình phải tin. Tuy rằng mình không thấy nhưng mà mình phải tin, tin là có. Mà khi mà mình tin được như vậy rồi thì cảnh giới của mình và cái nhân duyên thiện căn phước đức mình rất sâu dày. Chưa thấy nhưng mà đã tin. Tin quan nghe tổ ông quan nói, mà tin quan nghe kinh Phật nói thì người này rất là có thiện căn họ mới tin được. Chứ còn không có gì khoa học chứng minh, không thấy không thể tin. Đúng không? Vậy mà tổ ông quan người nói ông cấp cô độc vừa khởi niệm lên xây cái kỳ viên tỉnh xã là trên cung trời Đao Lợi đã có dành sẵn cho ông là cung điện rồi. Ghê không? Mày khởi niệm là một điều thiện, xây chùa giúp những người nghèo là phước báu đã chứa sẵn trong tâm rồi, mà tiếp tục làm nữa bắt đầu nó nhân lên, nó hình thành cảnh giới gọi là pháp giới tánh. Mà pháp giới tánh hình thành thì pháp giới tướng cũng theo đó mà hình thành. Nhưng mà nó chưa có trọn vẹn hình thành để mình thấy, mà khi bỏ báo thân này rồi bắt đầu nó đi vào pháp giới tướng. Mà pháp giới tánh xây dựng nơi tâm của mình như thế nào, ác thì sẽ gặp quả ác, mà thiện thì sẽ gặp quả thiện. Mà xây dựng nơi tịnh nghiệp thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có cái hoa sen để chờ đón mình. Mà sáng tỏ ông Quang nói, người đã khởi niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nguyện vãng sanh thì bên Tây Phương đã có hoa sen rồi đó các bạn. Ghê. Nhưng mà điều mình không có hôn tu hàm dưỡng để hoa sen đã lớn lên. Nhất thiết pháp giới cảm là nhất thiết pháp giới ứng. Cảm điều ác nó cũng sẽ có ứng điều ác, mà cảm điều thiện nó sẽ có ứng điều thiện. Tuyệt. Cái này là tuyệt, gọi là giải tuyệt. Ngộ sâu là giải tuyệt. Thì khi mà giải tuyệt thông văn lý rồi, bắt đầu là hạnh khởi. Hạnh khởi tức là công phu khởi tác dụng. Mà công phu mà khi khởi tác dụng mà thông văn lý là nó phải đoạn trừ được phiền não thôi. Tham sân si là phải gục ngã với nó thôi. Còn mình chưa có hiểu thấu được cái lý này, cho nên thành ra là mình vẫn khởi niệm ác lên, không thấy niệm, không thấy cảnh giới ác xuất hiện. Có, vẫn có trong giấc mộng, ban đêm vẫn thấy nó đó. Nhưng mới là hoa báo thôi, nó chưa có tượng hình mạnh. Nếu mà tiếp tục đi vào cảnh giới ác đó thì cái pháp giới tướng nó xây dựng đủ rồi, thọ mạng mình hết. Mà cái nguyên lý cái pháp giới tướng mà ý niệm ác nó khởi lên, hai cái tương đồng thì thọ mạng phải giảm. Ở trong Thọ Khang Bảo Giám nói, người khi khởi một ý niệm về tình dục, về sắc dục, về tham đắm về sắc dục thì thọ mạng của mình giảm, tiền tài của mình trong mạng cũng giảm, phước báu cũng giảm luôn. Ghê chưa? Mà nếu mà đoạn được cái ý niệm này là luôn luôn khởi niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú, đại bi và khởi niệm thiện á, thì thọ mạng kéo dài, trong mạng mình có tài và sự nghiệp của mình theo đó mà hình thành. Ghê chưa? Ngày hôm nay trước đại chúng thì chúng tôi nghĩ cụ này sanh về cõi lành. Thường tổ sư Ấn Quang có những người hỏi người đó được vãng sanh hay không, ngài nói mình chưa có thần thông để thấy người đó sanh về cõi nào thì mình nói về cõi lành. Nhưng mà cái hành trạng của cụ này siêng năng niệm Phật và người con làm phước kiểu này, chúng tôi nghĩ cũng có khả năng cụ vãng sanh lắm. Bây giờ cái nguyện của cô dự định là đem cụ về nhà và hộ niệm cho cụ được mười mấy, gần 20 tiếng đó, mà thay tay chân cụ mềm mại, hoan hỷ, sắc diện vui tươi, các căn vui vẻ. Đó là cái biểu hiện người sanh về cõi lành. Mình chưa chứng thần thông, mình biết họ sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không, mà chắc chắn là phải sanh cõi lành. Mà người sanh cõi lành không phải dễ, thực sự không phải dễ, quý vị coi thế. Cái người mà họ làm ác trong cõi này quá nhiều. Một cái đám cưới, mình đi dự đám cưới, cái cô đã cổ kể 50 bàn, hơn 500 người mà chưa tới một bàn ăn chay. Chưa tới một bàn ăn chay thì mình biết cái lượng người, tỷ lệ không thành tỷ lệ, quá nhiều. Vì vậy cho nên cái cõi đời ác này, những người bắt đầu khởi niệm thiện lên bị những người ác họ khúc phục nhiều lắm. Họ không thích đi làm thiện và họ thích làm ác, cho nên người thiện nhiều lúc không gặp bạn lành thiện hữu chơi thức á, họ không làm nổi, họ bị người ác lôi kéo mất.
Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu về cái việc hộ niệm. Quý thầy, quý chú, thường mình để cái tâm vô hộ niệm thì nó sẽ khởi tác dụng được nhiều cái điều. Ví dụ như thầy Minh, thầy bận nhiều công việc, thầy ít có lên hộ niệm cũng như lúc trước ở đây. Nhưng mà cái nhân của ba thầy và mẹ thầy cũng thích đi hộ niệm, cho nên ra cái lúc ông bà cụ ra đi, cái duyên rất thù thắng là ở tại nơi chùa của mình ra đi. Và nhiều người cũng hỗ trợ cho ông cụ ra đi, bà cụ ra đi rất là tốt. Cho nên ý chúng tôi muốn nói là các thầy nên để cái tâm vào cái việc hộ niệm một chút. Vì sao vậy? Gieo một cái nhân hộ niệm, khi mình khởi niệm lên để mình giúp cho người đó tẩm liệm, thay đồ, tắm rửa. Dĩ nhiên những người nam thì người nữ không làm được, cho nên các thầy các chú phải ra tay làm chuyện này. Rồi lo lắng cho những người đó cái lúc hộ niệm, thì Tổ sư Ấn Quang nói là giúp cho người đó để vãng sanh thành Phật. Tuy rằng người ta chưa vãng sanh, nhưng mình gieo cái nhân này để lúc lâm chung nhiều người đến sẽ hỗ trợ cho mình. Trên một số các thầy nên gieo cái duyên hộ niệm. Nếu mà mình không có cái duyên để mình vô mình niệm Phật, trợ niệm trong 2 tiếng một ngày, 1 ca 2 ca gì đó, thì mình sẽ hỗ trợ tả nè, rồi mình hỗ trợ bột nè, hỗ trợ quay phim vân vân, mọi thứ. Mỗi người phải khởi lên một cái niệm để mình để cái tâm vô hộ niệm. Chúng tôi là để toàn tâm vô đó. Và chúng tôi nghĩ là nếu mà cái chùa nào đó, hoặc giả chùa chúng tôi, chùa Quan Âm mà không có phòng hộ niệm thì không bao giờ niệm được 24/24. Tối thường 1-2 giờ khuya, như sáng hôm nay 2 giờ khuya chúng tôi thức dậy là mở phòng hộ niệm ra coi liền, thì thấy còn được 5-7 người, 9-10 người cũng tốt. Cũng tốt hơn là không có. Nếu không có phòng hộ niệm là không bao giờ niệm 24/24 được. Mà có phòng hộ niệm mà không có người đến, mà có ban hộ niệm cũng niệm không được. Không có người nằm đó thì niệm cho cái giường thì người ta niệm không nổi rồi. Cho nên từ khi mở phòng hộ niệm đến bây giờ là gần như là liên tục lúc nào cũng có người. Đặc biệt cái chỗ đó. Như vậy cho nên ra chúng tôi khuyên các thầy nên khởi cái ý niệm lên để cái tâm vô cái vấn đề trợ niệm. Lúc trước giờ thì cái phòng trợ niệm có thay đổi cái cách niệm cũng 2-3 lần. Chúng tôi nhớ lần đầu tiên là niệm từng chữ từng câu, mà câu này dính liền câu kia. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì khi mà cái người họ nghe cái danh hiệu Phật bốn chữ đó đó, mà họ nghe hoài á, thì cái não của họ nó sẽ sanh ra chán. Tổ Ấn Quang nói một cách mà làm hoài nó chịu không nổi, phải thay đổi thôi. Rồi thay đổi qua kiểu 3-3-4. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 3-3-4. Thì cái cách niệm đầu tiên mà từng chữ từng câu, câu này nói liền câu kia đó, thì cái người bệnh người ta niệm theo được. Người ta niệm theo được. Nhưng mà người còn khỏe đó thì họ sẽ bị ngán. Ngán. Thời gian thấy nó ngán là bởi vì có một cách nó làm hoài sẽ ngán. Và cuối cùng chúng tôi đổi lại 3-3-4 thì cái người niệm rất là sảng khoái. Cái người khỏe đó niệm rất là sảng khoái. Nhưng mà riêng người bệnh thì hơi nhanh. 3 nhịp 3-3-4 hơi nhanh. Sau bây giờ chúng tôi mới nghiên cứu lại, đổi cái cách đó là từng chữ từng câu, mà niệm một câu bỏ một câu. Thì cái người niệm họ rất khỏe, cái người sống họ niệm rất khỏe, niệm câu bỏ một câu. Và cái người nằm đó họ nghe cũng dễ, là do từng chữ từng câu rõ ràng phân minh. Trong này chút nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn Tổ sư Ấn Quang khai thị là người niệm Phật thì nên niệm từng chữ từng câu rõ ràng phân minh. Chúng tôi cứ nhớ vô từng chữ từng câu. Từng chữ tức là chữ này và chữ kia thấy thiệt rõ, gọi là từng chữ. Từng câu phân minh rõ ràng, nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng. Cái lời của Tổ sâu lắm. Sâu là bởi vì Ngài hành trì cho nên Ngài nói ra nó rất là sâu. Mà nếu mình không hành trì thì mình nghe không vô nổi, không làm được. Ngồi á. Thì cái niệm mà từng chữ từng câu á, thì thường người còn sống mình phải tập để niệm từng chữ từng câu trong tâm. Nếu mình niệm ra tiếng từng chữ từng câu chậm á, thì cái não mình nó nhận diện hơi chán. Ví dụ mình niệm từng chữ từng câu mà ra tiếng như vậy thì mình hơi chán nè. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Tổ Ấn Quang nói nó niệm chậm quá,
Niệm chậm quá thì vọng tưởng nó mọc lên, nó nổi dậy, mình không khuất phục khó. Nhưng mà niệm trong tâm á, cái tốc độ như vậy được. Được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu trong tâm nên niệm từng chữ từng câu như vậy thì rõ ràng, rất rõ ràng, và tâm lực của mình nó bắt kịp được cái chữ. Thì Tổ Quang mới hay nói danh từ là mình phải nghe được cái tiếng trong tâm của mình niệm. Cái chỗ này sau. Mà nếu mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thì trong tâm mình nó không bắt kịp được chữ. Cái chỗ này chúng tôi đang dùng. Mấy hôm nay chúng tôi đang dùng qua cái cách để niệm Quan Âm. 4 năm về trước cái chuyên niệm Quan Âm luôn, không niệm Di Đà, bởi vì mình không có gặp các vị khai thị, mà chụp vô mà niệm trong tâm thôi, chứ không có được lễ rồi ra tiếng thầm, hoặc là niệm ra tiếng khi mấy câu mình câu, không có cái cách, không học được cái cách của Tổ Sư Ân Quang chỉ cho mình là niệm 4 cách: ra tiếng lớn, ra tiếng nhỏ, thầm và trong tâm. Cứ trong tâm không, thời gian mất, không giữ được, 4 năm là mất. Hôm nay trở lại cái cách trong tâm, từng chữ từng câu chậm nhưng mà nó rõ. Mà khi ra tiếng thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thầm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà niệm thầm ra tiếng thì cái tốc độ như vậy thì không chán. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không chán, đúng không? Nếu mà ra hơi thì không cần chậm, bởi vì mình ra hơi cho nên cái tâm mình nó bắt kịp được cái chữ, không cần chậm, chậm nó sẽ chán. Nhưng trong tâm mình thì cái tâm lực nó yếu, cho nên thành ra mình niệm nhanh thì nó không bắt được. Để ý coi, những người mà nghe mà không có dụng công nghe, cũng như là nghịch dịch nghe sắp, không biết cái gì hết trơn, và niệm trong tâm không nổi luôn. Mình nghĩ là nghĩ thôi chứ làm gì niệm. Họ không có thường niệm trong tâm, cho nên tâm yếu nhớt, cho nên thành ra họ không có đề khởi được, coi như là hạnh không khởi được, nó không khởi tác dụng được từng chữ trong tâm, yếu nhớt, không niệm được. Nhưng mà niệm phiền não thì họ mạnh cực kỳ, niệm cả đêm không ngủ luôn. Họ nhớ về cái chuyện tình dục, sắc dục, hoặc tiền bạc, hoặc là chuẩn bị ngày mai ăn món gì, hoặc đi đòi nợ, hoặc là làm cái gì đó, thì nó mạnh cực kỳ trong tâm, bởi vì họ hàm dưỡng quá mạnh, họ hàm dưỡng quá sâu dày. Nhưng mà để cái câu Phật hiệu với danh hiệu Quan Âm thì nó yếu nhớt, nó nhạt nhòe, không có rõ một chút nào, bởi vì không có hàm dưỡng hung tu. Từng chữ từng câu rõ ràng phân minh thì người hộ niệm, niệm từng chữ từng câu, 4 chữ đi kinh hành A Di Đà Phật, nghe một câu niệm câu không ngán. Để ý đi, nghe một câu niệm một câu là người còn sống, người khỏe không ngán, người bệnh nằm càng thích. Thực sự đây là cái sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Chúng tôi nói nửa đêm mở cái YouTube, nhìn lên trên phòng trợ niệm, sao thấy những người họ niệm mà mấy người được hộ niệm là nằm đó ngủ nhiều quá, bởi vì cái tốc độ niệm nhanh cho nên thành ra họ không nghe theo kịp, cho nên họ ngủ. Cho nên thành ra cầu Phật Bồ Tát gia hộ, nghĩ lại cái cách này, 2 tiếng không mệt, bởi vì mình không có tốn sức nhiều. Đó là cái việc mà chúng tôi nói về hộ niệm. Và trong cái máy chúng tôi có tặng cho quý vị có cái điều hộ niệm, cái máy mới làm đó là số 5. Điều hộ niệm từng chữ từng câu rõ ràng phân minh, một câu niệm một câu trống. Và cái lối niệm mà Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là một câu có và một câu trống, này là cái lối đối đáp mà chúng tôi lấy trong văn sao Ấn Tổ. Nó là chia ban, một ban niệm, 2 ban ngồi nghe. Bây giờ mình lấy trong mấy ban, mình một ban tức là một câu niệm để khoảng trống đó mình nghe. Còn nếu một ban như Tổ Sư Ấn Quang chỉ đó là niệm hết 1 tiếng hoặc 2 tiếng mình ngồi mình nghe, thì cái người mà ngồi nghe đó rất là chán, rất là ngán. Nhưng mà nếu họ có căn lành thì Tổ chỉ cho họ thì họ vẫn dùng được, đó là một ban niệm, 2 ban ngồi nghe hoặc 1 ban ngồi nghe. Còn nếu mà một ban trong mấy niệm mà mình nghe một câu mình niệm theo thì không có chán. Cái lối đối đáp chúng tôi nhớ cái đạo tràng cô Hóa Tâm mà lúc lên quan tài của cô Liên Phương để đó, họ niệm 1 tiếng, mà cái lúc đó chúng tôi niệm hơi nhanh là vừa đó, chứ không phải nhanh lắm. A-di-đà-phật, cái bắt đầu họ niệm một câu A-di-đà-phật, họ ngồi 1 tiếng. Họ ngồi 1 tiếng, họ nói là gần như là họ không còn một chút vọng tưởng gì hết, là cái cách đối đáp này. Nhưng mà lúc đó chúng tôi ngộ nó cạn và chưa thấy cái kiến hiệu của cái lối đối đáp này. Mà khi đọc vào văn sao mới thấy cái lối đối đáp này là tuyệt, rất tuyệt. Một câu danh hiệu trong mấy Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm một câu tuyệt, cái cách đối đáp rất tuyệt. Cho nên chúng tôi mới quay lại áp dụng trong phòng hộ niệm, cũng là đối đáp, cũng là đối đáp. Đối đáp nó nhẹ cái não và nó rất là hưng phấn,
Đó, bây giờ ví dụ như Giác Nhàn ngồi niệm một câu mà đại chúng niệm một câu coi, rất tuyệt. Vì cái hơi thở của mình nó không có phải ra hơi liên tục, và cái não của mình không phải là nhồi cái danh hiệu liên tục mình niệm lên, mà hai cái âm thanh giữa chúng tôi và quý vị và giữa trong máy và quý vị rất hay, rất hay. Đó là mình dùng cái cách đối đáp. Còn riêng đại bi thì mình phải nghe từ đầu đến đuôi rồi, đúng không? Lễ Phật thì mình phải tự lễ thôi, chứ còn nếu mà máy nó nhồi mình từ cái lúc đầu đến lúc cuối luôn thì nó hơi ngán. Như chúng tôi đọc một đoạn ngắn Tổ sư Ấn Quang khai thị và trợ niệm. Cái đoạn này chúng tôi thấy hay, rất xuất sắc, đại chúng lắng nghe kỹ. Có chánh nhân tịnh nghiệp, lại còn thêm tâm chánh tính tự niệm, quyến thuộc trợ niệm, lo gì chẳng được vãng sanh. Kẻ chẳng thể vãng sanh đều là do tình ái dấy lên, chánh niệm liền mất. Đừng nói kẻ công phu nông cạn, dẫu là người công phu sâu đậm vẫn chẳng thể vãng sanh được. Do dùng tình kiến phàm phu để xử sự nên khí phận bị cách ngăn với Phật. Ghê không? Cái người mà công phu sâu dày thâm hậu là thành phiến. Nếu mà họ vô sự nhất tâm mà họ đoạn được kiến tư á, thì người này chắc chắn bảo đảm, chắc chắn vô cùng. Họ sanh là phải là phương tiện hữu dư, học thật báo, vô chướng ngại độ. Nhưng mà họ chưa đoạn được kiến tư, tức là chưa được sự nhất tâm, họ còn thành phiến á, thì người này giàu công phu sâu dày, có Phật hiệu chế phục được phiền não, nhưng mà lúc lâm chung không có người trợ niệm, bị vợ con tiền của làm cho cái tình niệm, tình là tình chấp, tình là tình ái, tình là tình dục, tình là sự quyến liến trói buộc và huệ lị. Và Tổ sư Ấn Quang hay nói đó là quyến thuộc vô tri. Họ buộc mình, họ khóc lóc, họ làm đủ kiểu, thì ý niệm tình niệm này dấy lên. Khi tình niệm dấy lên thì Phật niệm bị ngăn lấp, và Phật lực không chiếu đến mình được nữa. Uổng cả một đời dụng công tu hành mà cuối đời không có người trợ niệm, bị quyến thuộc vô tri phá hoại. Chỗ này sâu sắc, cực kỳ sâu sắc, đúng không? Nghe sướng người. Chỉ từng tí như vậy. Ông này ông công phu sâu dày, nói nếu mà ông công phu sâu dày mà lúc lâm chung mà ông không có người trợ niệm, bị quyến thuộc vô tri, hoặc giả không có quyến thuộc vô tri nhưng mà không có người khai thị cho ông, rồi ông khởi niệm lên nhà cửa, tiền bạc, vợ con, cuộc sống vân vân, và đến khi nó chấp cái thân này luôn vẫn là tình niệm, ông chết. Ông chết chắc luôn, ông không cựa đi đâu được hết. Miệng có niệm Phật mà tâm ngăn cách với Phật vì tình niệm giấy khởi. Mà cái tình niệm nó quá mạnh, nó dắt con người mình đến cõi này. Và nếu công phu không có khởi hạnh để mà dụng công để khởi tác dụng được thì không chút sức mẻ chút nào, nó không sức mẻ chút nào mà nó lẫy lừng trong đó, nó buồn, nó giận, rồi nó bất an, rồi nó thương người này, nó ghét người kia, nhất là mấy người BD tình niệm mạnh cực kỳ mạnh luôn. Người này không được thọ giới tỳ kheo mà không dựa vào được hàng tăng chúng. Mà nếu mà không chịu mà công phu để mà khởi tác dụng đột phá nó thì lúc chết là tiêu. Chết là không cựa đi đâu được hết. Thân thì bị bệnh hoạn đau nhức nó vây bổ, nó buộc ràng. Tâm thì rối rắm muôn bề khởi tình niệm. Bên cạnh đó quyến thuộc vô tri, mang cho đá để đeo theo nữa là làm cho khổ đau nữa thì đọa chắc luôn, không chạy đi đâu hết. Ghê chưa? Trong này nói tuyệt. Còn người công phu cạn tức là họ chưa có thành phiến, nhưng mà tín nguyện của họ tuyệt. Tín nguyện của họ tức là niềm tin với Tây Phương Cực Lạc, với Đức Phật A Di Đà. Và cái nguyện của họ, nguyện vãng sanh giống như thoát khỏi lao ngục. Họ thấy cõi ta bà này giống như là lao ngục, như hầm xí không đáy. Mà tâm tư thì muốn trở về quê hương Tây Phương Cực Lạc, như là người con tha phương lâu ngày mong trở về cố hương. Và người con xa cha mẹ bây giờ muốn về gặp lại cha mẹ. Công nhận cái cách của Tổ sư Ấn Quang chỉ cho mình không tốn tâm lực nhiều, đó là tín nguyện phải đủ. Mà người tín nguyện đủ thì người này phải coi ta bà này là ngũ trược ác thế, là hầm xí không đáy, là đang ở trong lao ngục. Chính xác, đang ở trong lao ngục. Ăn nó cũng làm cho mình khổ, không ăn thì đói, ăn vô thì nó no, rồi bắt nó ngủ, nó ngáp.
rồi ngủ nó cũng mê mệt trong đó, rồi tiền bạc sắc dục, rồi danh vọng nó trói buộc cái mình không có một phút giây nào ngơi nghỉ, đúng không? Có phải là lao ngục không? Lao ngục. Cái người mà họ rớt vô lao ngục, bây giờ họ ngồi trong tù thì gọi rằng là mất quyền công dân thì không phải nói rồi. Còn những kẻ giàu có cũng bị của cải đang trói buộc, trói buộc trong thâm tâm của họ, không yên ổn chút nào. Họ đau khổ vì nó. Có thì cũng lo, lo sợ mất, lo để làm ra thêm. Không có cũng khổ vì không có tiêu dùng. Khổ, khổ, hội khổ, hành khổ, khổ chồng thêm khổ. Hồi xưa người ta đánh bằng chữ khổ là sao? Ca hát ô khổ hỏi khổ. Khổ mà còn ca còn hát, đúng không? Bây giờ là khổ đánh bằng sao? Khờ ô khổ hỏi khổ, đúng không? Khổ mà khổ khờ luôn. Khổ khổ khờ chứ không phải khổ ca hát, đúng không? Khổ khờ. Những cái đoạn này kiệt tác. Những cái đoạn này là sở chứng của Ngài rồi. Kiệt tác. Khi mình nghe vô mà nó khởi được tác dụng, thông được văn lý, hoan hỷ, tin tưởng pháp môn niệm Phật trợ niệm, thì cái thiện căn của mình sâu dày, có phần nơi quê hương Tây Phương Cực Lạc. Khi về bên đó thì thôi tuyệt. Gọi là căn thân và khí thế giới thì không phải bạn, đúng không? Căn thân thì thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không đau bệnh, hào quang trong thân mình phát ra coi như là giống như Đức Phật Di Đà, thỏa mãn như Đức Phật Di Đà. Và thế giới bên đó thì đủ thời gian và dư thời gian cho mình thành Phật, vẫy vùng nơi ao báo. Khi mà quý thầy quý chú Phật tử mà hiểu được điều này, tư duy được điều này, truyền bá được điều này và khuyến khích được điều này, thì trong tâm lực của mình nó mạnh cực kỳ trong đó. Nó mạnh lắm. Nó mạnh tức là nó vừa đọc vừa nghe, vừa tư duy, vừa nói cho người khác nghe, là vừa nơi tự lực mình hành trì mà hóa tha nữa, thì cái công đức nơi tự tánh mình nó hưng khởi. Nếu vậy thì buộc phải đọc sách nhiều, đọc sách ngàn lần, đọc sách nghe, tư duy tu. Tư duy rồi phải tu nữa, là tư duy tu chứ không phải tư duy không. Rồi truyền bá, tùy theo cái duyên của mình mà truyền bá, một hai người cũng được, thì nó mới thành tựu. Gần tiếng à, nãy vô định nghe phải không? Thời gian quên mất. Bên Tây Phương Cực Lạc họ an lạc quá, cho nên cái thời gian qua rất nhanh. Còn mình là người bị đau khổ trói buộc, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Cái người mà càng đau khổ thì thời gian thấy nó càng dài. Mà cái người càng an lạc thời gian dài họ thấy là ngắn. Hồi nãy giờ mọi người ngồi trong đây để hưởng thụ Phật Pháp và tư duy Phật Pháp và nghe Phật Pháp là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Thời gian biến mất. Thời gian và không gian nó không còn ý nghĩa với mình nữa. Cho nên thời gian là sáng tạo phẩm của tư tưởng. Mà tư tưởng đó là một cái dòng nghiệp lực nó đẻ ra. Và thêm thế nữa là người tu hành mà muốn liễu sanh thoát tử thì làm sao cho tam nghiệp nó thanh tịnh. Mà tam nghiệp thường thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Miệng có niệm Phật đó chưa đủ, tâm vẫn chưa thanh tịnh, thân vẫn chưa thanh tịnh, thân vẫn còn sát sanh trộm cắp tà dâm. Miệng mở miệng là nói láo, mở miệng là nói sai sự thật để lợi cho mình, tội này lớn. Ngăn cách cùng Phật, miệng có niệm Phật đó mà tâm ngăn cách cùng Phật, rồi hết niệm Phật là bắt đầu mở miệng ra nói sai sự thật, thì tâm miệng ý không thanh tịnh thì giàu có công phu thì giống như giả tràng xé cát biển đông. Con giả tràng giống như con cua, gọi là con còng, nó môi một đống cát về, xong cái nước biển vô ào cái là nó tan hết. Rồi nó mệt quá nó đào cái lỗ nó chui xuống dưới đó. Nó khỏe cái nó chui lên khỏi lỗ, nó môi là một cục cát vậy nè. Cái nước vô gọi là giả tràng xé cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn, tuần đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp như trăng khuyết tròn. Không bền. Cái người công phu không bền, không giữ được công đức là vừa công phu xong rồi ba nghiệp không thanh tịnh nữa. Luôn luôn ý niệm khởi tình dục, tà dâm, tà tư, tà niệm, dầu là vợ chồng, hoen ố tự tâm, dơ bẩn tự tâm. Lúc lâm chung thì nó vẫn khởi niệm này rất mạnh, thì coi như thua. Thua chắc. Đúng không? Phải ngồi tính toán.
ngồi tính toán. Cái chuyện vãng sanh mình cũng phải ngồi mình tính toán, nghe lời thánh hiền rồi bắt đầu mình mới ngồi tính toán. Ồ, mình la ra công phu từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng như vậy, rồi cuối cùng ra khởi niệm, một niệm sân tiêu cả rừng công đức, một niệm ái tiêu cả rừng công đức. Sao uổng vậy? Hỏi lại mình sao uổng vậy? Ưu tư chứ, suy nghĩ chứ. Giờ cuộc đời này thời gian còn bao nhiêu nữa đâu, như Giác Nhàn 51 tuổi, mình cho sống 80 tuổi đi. Còn 29 năm nữa thì thực sự không có dài. Mà nếu mà 29 năm nữa mà tạo nghiệp xấu ác á, thì đọa vô lượng đời kiếp. Không phải đơn giản. Mà nếu 29 năm mà mình dụng công để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đủ thời gian, có những người coi văn sao Ấn Tổ, cái bà đó có 3 năm thôi, bà đi. 29 năm mình cho 80 tuổi, hoặc là mình cho 70 tuổi, hoặc 60 tuổi, còn lại coi như 9 năm cũng vẫn đủ thời gian, nếu chịu dụng công. Nếu chịu dụng công, vẫn đủ thời gian. Mà khi mình dụng công vậy bắt đầu là nó nhân lĩ số thời gian lên, thọ mạng kéo lên. Chứ không phải là không có đâu. Niệm một câu Phật hiệu là vô lượng thọ mà. Mà Bồ Tát Quan Âm nói là ai niệm Quan Âm Bồ Tát là cầu trường thọ được trường thọ, cầu đại niết bàn được đại niết bàn mà. Tin nữa không? Chưa tin là mình chưa giải tuyệt. Giải tức là hiểu thấu nghĩa lý và tin lời Phật chưa có tuyệt đối. Cho nên thành ra mình dụng công kém. Cho nên hạnh khởi phải giải tuyệt. Hai cái này đi đôi nhau. Hạnh coi như là hỗ trợ cho giải, và giải khởi hỗ trợ cho hành. Thì cái người mà họ giải tuyệt, tức là họ hiểu văn lý, là thường ngày họ phải đem cái lời của Phật Tổ Bồ Tát cất chứa nơi thân tâm. Câu này của Văn Sao Quán Tổ hay cực kỳ. Thay vì thường ngày họ đi họ ngồi nói chuyện đầu này đầu nè, đầu lê đôi mắt, rồi họ nói chuyện bà Tám bà Chính, họ nói chuyện gì tùm lum la đúng không? Bây giờ họ để tâm tư vào trong văn sao, để tâm tư vào lời thánh hiền, gọi là đem lời thánh hiền chất chứa nơi thân tâm, thì người này sẽ trở thành thánh hiền. Đem lời phàm phu tục tử, những điều ganh tị xấu xa tội lỗi chất chứa thân tâm thì trở thành kẻ ác chứ không phải kẻ hiền nữa. Cho nên hiền ác là trong một niệm, trong một ý niệm mình có chịu tu hay không. Nếu chịu tu là trở thành người hiền, người hiền biến thành người ác, người ác biến thành người hiền. Nó thay đổi một một. Nếu là người hiền mà không biết hàm dưỡng, đem lời thánh hiền chất chứa thân tâm mà đi với bạn ác là trở thành người ác, nhanh cực kỳ, nhanh như tên bắn. Còn nếu mà người ác mà người ta quá khổ đau rồi, người ta biết quay đầu trở lại, họ đem lời thánh hiền chất chứa nơi thân tâm, cũng như hôm nay là đang nghe lời thánh hiền để chất chứa nơi thân tâm nè, thì họ từ người ác trở thành người hiền. Hay không? Chứ không phải ác là ác hoài đâu. Chứ không phải là hiền mà chưa có liễu sanh thoát tử được mà lại hiền hoài đâu. Trong một ý niệm, nghe hiểu không? Nghe hiểu liền, quá dễ. Nhưng mà thâm sâu đấy, thâm sâu lắm. Mà làm cũng không phải là đơn giản đâu đó. Ba nghiệp thường thanh tịnh. Nhưng mà ba nghiệp muốn thanh tịnh thì cái ý nghiệp vẫn là chủ đạo quan trọng. Liên tục lúc nào rảnh, thấy niệm Phật ngán, niệm Quan Âm ngán, trì đại bi hơi ngán một chút, nhảy qua đọc sách. Đọc hơi ngán một chút, chuyển qua nghe. Nó cứ như vậy, nó cứ như vậy thay đổi, không cho nó có thời gian trống. Hôm qua Thọ Khang Bộ Giáp nói là đừng để thời gian trống, đúng không? Trong 10 điều để ngăn chặn vọng tưởng, ngăn chặn sắc dục là đừng để trống thời gian. Mà đừng để trống thời gian mà bắt nó làm một việc là không cách nào nó làm nổi. Bắt nó niệm Phật suốt ngày Nam Mô Giờ Phật, Nam Mô Giờ Phật, không bao giờ làm nổi. Không cách nào nó làm nổi. Mà có thể là từ niệm Phật chuyển qua niệm Quan Âm, trì đại bi, rồi đọc văn sao, rồi bắt đầu nghe, rồi nghĩ đến điều thiện. Đó, nó nằm trong phạm trù đó. Không cho nó lọt ra khỏi cảnh giới của ác, của xấu thì thành công. Dễ mà, không khó. Điều mình chịu làm hay không thôi. Đi vào sanh tử mới là khó. Có vợ, có chồng, có con, tạo ác nghiệp mới là khó. Nó nghịch chiều với thể tánh mà vẫn còn làm được. Còn bây giờ nó thuận chiều với thể tánh, là bản chất con người mình là nhân chi sơ, tánh bổn thiện mà. Thể tánh của mình nó là thiện, mà thiện tối thượng thiện, nó vượt ra đối đãi giữa thiện và ác luôn. Rồi có Phật lực Bồ Tát gia hộ nữa, lý do gì mà làm được? Vì gần bạn ác và tâm mình xấu ác quá nặng, cho nên thành ra nó không có cơ hội quay về. Hôm nay có cơ hội đấy, ngồi đây là có cơ hội lắm. Điều nghe xong tay này lọt qua tay kia, chút nữa cái năng lượng này mất, hoặc tụ một hai bữa mất, không giữ được, không giữ được cái năng lượng này, không giữ được một cái pháp mà ở trong tâm mình gọi là pháp tánh, không giữ được. Buộc là phải lấy lời Phật Tổ chất chứa nơi thân tâm hàng ngày, hiểu không? Giờ thỉnh thầy Minh lên đọc, nghe niệm từng chữ từng câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị phương pháp niệm Phật và người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trợ niệm lúc lâm chung. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhiếp tai lắng nghe từng chữ từng câu, chẳng để luống qua. Lâu ngày chày tháng thân tâm sẽ quy nhất. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu, chẳng như những pháp quán tưởng vân vân. Người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhiếp trọn, chú trọng tại nghe. Dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhĩ căn được nhiếp thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Xin hãy đọc lá thư gửi cho nữ sĩ Từ Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. So với tu những pháp quán khác thì pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cơ nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lè, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy, hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Ắt phải sao cho từng câu, từng chữ trong tâm niệm rõ ràng, phân minh. Miệng niệm rõ ràng, phân minh, tai nghe rõ ràng, phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm của ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hãy nên niệm chẳng lớn tiếng, chẳng nhỏ tiếng, chẳng rề rà, chẳng gấp gáp, từng chữ phân minh, từng câu rành mạch, khiến cho từng chữ từng câu lọt tai thấu dạ bệnh nhân. Như vậy thì dễ có sức niệm theo. Đối với pháp khí dùng để niệm Phật, chỉ nên dùng dẫn khánh, hết thảy các thứ khác đều nhắc lọt chẳng nên dùng. Tiếng dẫn khánh trong trẻo,
khiến tấm lòng người nghe thanh lương, tiếng mõ trầm đục chẳng thích hợp cho việc trợ niệm lúc lâm chung. Nay tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mảy trần chẳng nhiễm, trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, lâu ngày chày tháng sẽ tự thành phiến. Đích thân chứng niệm Phật Tam Muội, tự biết Tây Phương Tông Phong, đấy là đem cái công phu xoay trở lại, nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm, tiếp nối của Ngài Thế Chí, thì tu tịnh mà là thiền, còn gì diệu bằng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư gửi từ phu nhân ở Hải Diêm. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viên tu khác nhau, ví như thuận nước căng bườm càng lại dễ đến đích, cũng như ăn cơm chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên niệm Phật chẳng trì chú thì được, chứ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú vốn là trợ hạnh cho pháp môn tịnh độ ư? Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa, kim niệm Quán Âm há có lẽ nào chẳng được. Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ. Hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra, niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có thể chí thành khẩn thiết, sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, chớ nên nghiên cứu tràn lan, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan, về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liễu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Âm để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tổ sư Ấn Quang khai thị về trợ niệm lúc lâm chung. Có chánh nhân tịnh nghiệp, lại còn thêm tâm chánh tính tự niệm, quyến thuộc trợ niệm, lo gì chẳng vãng sanh. Kẻ chẳng thể vãng sanh đều là do tình ái dấy lên, chánh niệm liền mất. Đừng nói kẻ công phu nông cạn, dẫu là người công phu sâu đậm vẫn chẳng thể vãng sanh được, do dùng tình kiến phàm phu để xử sự nên khí phận bị cách ngăn với Phật vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Chương Duyên Tịnh. Thành tựu người khác vãng sanh thì đến khi chính mình lâm chung, ắt sẽ có người khác thành tựu sự vãng sanh cho chính mình. Đừng cho chuyện ấy là không quan hệ. Rồi coi thường, trong lúc bình thường hãy nên nói với người trong nhà về lợi ích do trợ niệm khi lâm chung, cũng như những họa hại do tắm rửa, thay áo sẵn hoặc đói trước người sắp mất khóc lóc. Hãy nên thỉnh một cuốn Sức Chung Tăng Lương cho họ đọc, để họ biết tường tận, để rồi đến khi cha mẹ hoặc các quyến thuộc khác sắp mạng chung, quyến thuộc trong nhà sẽ cùng nhau vì người ấy niệm Phật, khiến cho tâm người sắp mất ấy giữ được chánh niệm, theo Phật vãng sanh. Cũng như thỉnh xã hữu trợ niệm cho người sắp mất ấy, lúc ấy là lúc ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ rất lớn.
hãy nên đem những chi phí ma chay cúng tế rộng tuết, hoa mỹ dùng vào lúc ấy. Hãy biến tấm lòng buồn đau tận hiếu chân thành, trở thành cái tâm vì cha mẹ niệm Phật, lại còn bảo quyến thuộc đều nghe theo lời chỉ dạy của xã hữu, đừng khư khư theo tập tục kẻo làm hỏng đại sự. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà, duyên khởi của trợ niệm vãng sanh xã tại trấn Cấp Tân, Hải Môn. Kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, lâm chung được bạn lành khai thị, mọi người trợ niệm cũng có thể vãng sanh. Người niệm Phật nếu lúc lâm chung bị quyến thuộc vô tri tắm rửa, thay quần áo sẵn và hỏi han mọi chuyện, cũng như khóc lóc vân vân, do những nhân duyên ấy phá hoại chánh niệm, liền khó được vãng sanh. Vì thế người niệm Phật lúc thường ngày ắt phải bảo ban quyến thuộc trong nhà đều niệm, thì khi chính mình lâm chung, bọn họ đều biết trợ niệm. Lại do thường nói lợi ích của sự trợ niệm khi lâm chung, và những họa hại do khóc lóc bày vẽ mù quáng, họ sẽ chặn đến nỗi vì lòng hiếu mà khiến cho người thân vẫn phải hứng chịu nỗi khổ sanh tử lớn lao, sẽ ngay trong đời này hưởng lợi ích lớn lao vãng sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Những căn cứ để làm cho hết thảy mọi người niệm Phật được vãng sanh hay không vãng sanh. Con người suốt cả một đời chuyện gì cũng có thể giả vờ được, chỉ có lúc sắp chết là không thể giả dối được. Huống chi cụ không có tình ái luyến, vẻ mặt vui tươi ngồi yên qua đời. Nếu không phải là tịnh nghiệp thành thục, làm sao được như thế? Chỉ cần nhìn vào anh em ông và gia đình quyến thuộc tích cực vì mẹ niệm Phật, chẳng những bà cụ được lợi ích, mà thật ra so với công đức niệm Phật cho chính mình lại càng lớn hơn. Do vậy Đức Phật dạy con người phàm tụng kinh, trì chú niệm Phật, làm các công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, bình thời còn hồi hướng cho chúng sanh, không liên hệ gì với mình. Huống gì lúc mẹ mất lại chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật hay sao? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay xin đại chúng thời gian thêm 15 phút nữa, vì cái cảm xúc và cái cảm hứng hôm nay có cái buổi giảng này, nó còn một số những vấn đề muốn nói. Thứ nhất là một số người bị lầm cái danh từ là không xen tạp. Hồi nãy trong này Ấn Tổ có nói cho nữ sĩ Phước Hiền, chúng tôi trích cái đoạn này ra, có nhiều người bị lầm chỗ này. Tổ sư Ấn Quang nói cái người mà chuyên nhất thì không những niệm Phật chuyên nhất không xen tạp, mà tụng kinh cũng chuyên nhất không xen tạp. Không xen tạp ở đây là không cho vọng tưởng nó giấy khởi, không cho tính toán những chuyện tào lao, mà mình lại hiểu là không xen tạp là chỉ niệm Phật, không được trì chú, không tụng kinh, không niệm Quan Âm, không làm phước thiện. Sai, thất bại. Không xen tạp ở đây là người đã chuyên nhất tụng kinh thì không bị xen tạp, người chuyên nhất niệm Phật không bị xen tạp, người chuyên nhất niệm Quan Âm không bị xen tạp, người chuyên nhất trì chú không bị xen tạp. Tức là họ đã chuyên nhất vô rồi thì Tổ sư Ấn Quang nói là không cứ gì niệm Phật mà tụng kinh trì chú rồi niệm Quan Âm, và đến khi họ làm phước thiện là họ làm thôi chứ không có bị thối chuyển, không bị người khác lay chuyển. Có nhiều người khởi niệm làm thiện nhưng chập cái bắt đầu là không muốn làm nữa, do ý niệm tham xen tạp. Hiểu rõ cái chỗ này dụng công mới đắc lực được. Rồi vì sao chúng tôi soạn hôm nay, thì mình nói đọc ra là Tổ Ấn Quang nói cần phải niệm thêm Quan Âm. Khi người niệm Phật này chưa thành phiến, chưa đắc lực, chưa có sự cảm ứng gia trì mạnh, đụng chuyện phiền não nghiệp lực đúng mức, qua không nổi thối chuyện, thì Tổ Ấn Quang nói nếu lúc đó niệm Quan Âm thì qua nhanh hơn, đỡ tốn tâm lực hơn. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết mà cần phải hàng ngày niệm thêm Quan Âm, để lúc gặp chuyện mình đề khởi niệm Phật không nổi, ngán ngay, không có một chút niềm tin gì cả, yếu nhớt, thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm để hỗ trợ. Phật A Di Đà cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm để mà hỗ trợ, huống bộ phàm phu chúng ta thượng cầu hạ hóa. Mình mới đọc, nghe nhớ không? Không nhớ phải nghe lại. Và mình niệm được rồi mình mới chỉ chúng sanh niệm. Chúng sanh quá đau khổ, quá đau khổ,
đề khởi niệm Phật không vô, căn lành của họ không có duyên với danh hiệu Phật, không được người khai thị, chỉ Quan Âm lại niệm nhiều, nhiều người lại có cái duyên đó. Cho nên Ấn Độ nói là phải niệm Quan Âm là có lý do đó, tự hành hóa tha mà. Có cái cô Phật tử ở Đà Nẵng, cổ kể giờ cổ với chồng cổ đang nghe trực tiếp đấy. Đi vượt biên một cái thiền chút xíu mà lại 40 người lên nó tắt máy hư luôn, lên đên giữa biển, rồi phải lấy nước muối, nước biển á, nấu lên, lấy hết mấy cái miếng gỗ dưới thiền nấu lên để nó rớt từng giọt giọt nhành nhau uống. Mấy đứa nhỏ, xin lỗi, đi tiểu ra uống luôn hết nước à. Chịu hết nổi rồi. Có nhiều người ăn thịt lẫn nhau, có cái thuyền đó lên bờ là còn 4 người, 5-70 người mà ăn thịt lẫn nhau. Rồi cuối cùng trong thiền đã có người niệm Quan Âm. Vừa niệm Quan Âm Bồ Tát thì sao? Cả ông xuất hiện đưa cái mỏ ngay cái đỉnh thiền đẩy vô một buổi là tới bờ. Người phàm phu tục tử không có biết gì về cái công đức danh hiệu thần lực Bồ Tát, vậy mà xưng danh là cứu khổ. Không biết lúc trước họ có tạo ác gì không, Bồ Tát không quan tâm tới, mà xưng danh là cứu khổ. Đưa cái miệng của con ca ông là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện, thành sông, thành núi, thành đường, thành xe, thành nhà, thành cây luôn, thành cá, đẩy vô chút xíu trong một buổi mà đi lang thang trên đó cả mười mấy ngày. Vô coi như là chưa tới nơi thì phải đi làm mướn đồ, lấy lúa về hái ăn, sửa thiền đi tiếp. Tới nơi, tới Hồng Kông xong rồi qua tới Mỹ. Xưng danh là cứu khổ, thần diệu cực kỳ, cho nên Ấn Tổ nói là thần lực Bồ Tát Quan Âm vô tác diệu lực bất khả tư nghì. Cho nên cần phải có Bồ Tát là chỗ này. Chúng tôi kinh nghiệm chỗ này. Hôm nay có gia đình của cô Diệu Định với thêm một cô Sáu. Thì cô này đặc sắc. Cô Sáu đâu ha? Gia đình cô Diệu Định lên tí ai. Cô này lúc chúng tôi đi Mỹ thì cổ lên cổ học cái cách trợ niệm đưa người lên trên này là do cái ca dưới đó làm không nổi. Ông này ông nghiệp ổng nặng quá làm không nổi là đưa lên trên này hộ niệm ông đó, ông ra đi và có học được cách trợ niệm. Năm 14, 15, 16 gì, 16 chúng tôi qua Mỹ. Cổ về bắt đầu cổ đem cái phương cách hộ niệm trên chùa của mình, cổ về bắt đầu cổ thực tập dưới đó. Bà già này chiến đấu thiệt. Và phát cái nguyện lên nuôi các cụ già nữa. Rồi các cụ tới bữa nay được 20 cụ. Nuôi cũng chục năm nha. Dạ, năm 2004. 2004 đến giờ nuôi các cụ già. Lúc đầu thiếu thốn mọi bề, cơm gạo không có, nhà cửa ọt ẹp lắm. Sau cuối cùng nuôi các cụ từ từ, cái người ta phát tâm cúng dường. Hôm qua chúng tôi coi trong cái video á, nhìn thấy nhà làm mấy tôn thôi, nhưng mà bên trong rất là khang trang. Các cụ ở trong đó. Và có một cái ông đó, chúng tôi nghĩ là chắc ông phạm giới tà dâm quá nặng, cho nên là cái phần âm hồn bị hư hết, nát hết rồi nó ăn trong đó. Không ai dám nhận, bà mà nhận mang về. Mà khi bà nhận mang về thì cô này, cô Diệu Định này mới nói người em tới lo đi. Không ai dám tới lo, hôi thối quá. Ở đó một tháng rồi ông này mới ra đi. Mà cổ cái cách khai thị của cổ hay lắm. Cổ nói không ai lo cho ông, mà nếu ông không chịu niệm Phật tôi đưa cho ông về. Cuối cùng ông chịu niệm Phật. Không ai chấp nhận lo nữa hết, bỏ, hôi thối quá. Mình nhìn thấy kinh khủng luôn. Có dự định, có quay, có đưa, thấy sợ liền. Thấy là không dám nhìn liền. Hôm qua đưa chú Duyên là ông nhắm mắt, ông tắt, không dám, kinh khủng quá. Mà ông nằm, ông lên hừ vậy. Dòi trong đó bò ra, cả bịch vậy. Thì hai cái nghiệp là nghiệp sát sanh, lúc lâm chung phải trả cái quả báo. Và thứ hai là nghiệp tà dâm. Hai cái nghiệp này nó làm con người đau khổ cực kỳ. Khi cô vô bắt đầu khởi tác dụng liền, sợ liền. Nhưng mà người căn lành sâu là họ ám ảnh và họ sợ sâu và họ nguyện với lòng không làm. Nhưng mà người căn lành kém là quên mất, tiếp tục làm nữa. Đáng lẽ hôm nay cổ sẽ nói một chút, nhưng mà thời gian của đại chúng bây giờ đến gần 11 rưỡi, còn 5 phút nữa là hết. Cho nên thành ra khi mà cổ nghe chúng tôi nói cô Diệu Định lúc dỗ mẹ cô tuần thứ 6 là mời cổ lên, cổ ngày đêm cổ trông để được lên gặp chúng tôi. Và cổ nhờ chúng tôi cái lúc có những ca nào trợ niệm tại chỗ cổ là gọi điện xuống khai thị giùm. Cổ mời chúng tôi xuống trực tiếp mà chúng tôi cũng không có thời gian. Và chúng tôi có phát nguyện tặng một cái tivi cho các cụ già đó để mà các cụ đã xem những đĩa trợ niệm và xem Phật Pháp. Cổ lên trên này cổ cứ nói là cảm ơn, cổ mừng quá. Và cổ coi như là đồng cảm với Pháp hội của mình là nuôi các cụ hộ niệm.
gặp bao nhiêu chứng duyên là cứ ra gặp Bồ Tát Quan Âm là nguyện là qua. Cái nhà con này có tin Bồ Tát, có cầu tức có ứng. Cái chuyện gì trục trặc đến là thiếu gạo thiếu tiền gì không biết, cứ ra réo Bồ Tát. Mà những người già về họ niệm chân thật, cụ chất phát lắm, xài cũng tiết kiệm rất chất phát. Rồi cô dự định ở Indo á, cô coi trên video á, cô thấy là cùng quê hương, cùng cái tỉnh như cô đến, cô giúp, cô hỗ trợ. Cho nên thành ra cái việc mà công đức để nuôi các cụ già, và cái việc mà công đức để mình trợ niệm, cái việc công đức để phóng sanh, cái việc công đức để in kinh, cái việc công đức để mình truyền tải Phật Pháp, thực sự nó thù thắng bất khả tư nghị. Thì thôi hôm nay thì thầy cũng quý mến cô làm những cái công việc mà coi như là khó ai làm, và có cái tâm nguyện coi như là nuôi các cụ, thì Tam Bảo cũng chứng minh cho cô. Dạ, ha. A Di Đà Phật, dạ con xin chân thành cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Dạ được. Dạ. Giờ xuống ha. Dạ. Xuống. Xin sư phụ cho con hỏi một điều. Cũng như bây giờ con đương hộ niệm đó, có một cái bệnh nhân cũng như đương niệm Phật nó rất là tốt, nhưng mà sau khi người thân lại đó mở mắt ra, và lúc đó trở về sau là con thấy cái người bệnh nó mở mắt không, mà cách nào để khai thị như nhà sư phụ á? Mà cái lúc đó họ chưa mất? Dạ lúc mất rồi á. Mất rồi á? Dạ. Mở mắt ra là sống lại không? Không có sống lại. Mở mắt hoài. Dạ. À? Dạ. Rồi bị gì có người. Thôi được rồi. Dạ, xuống. Dạ, nhà sư phụ giải thích cho nghe. Dạ. Cô có hỏi cái câu là khi người mất đã mất rồi, cô đang hộ niệm cho người đó, rồi thân nhân đến cái người đó mở mắt lớn ra, chết rồi mở mắt ra, rồi xong cổ niệm mãi mà không nhắm mắt lại, thì nãy Tổ Ấn Quang có nói quyến thuộc đến, tình niệm khởi lên, vọng niệm tình chấp khởi lên, thương nhớ con cái anh em quyến thuộc gì đó, họ mở mắt ra. Chết rồi, hồi nãy hỏi cổ là cổ nói chết rồi đó, nhắm mắt rồi, hộ niệm rất là đẹp rồi đó, thổi tướng là được rồi đó, nhưng mà thân bằng quyến thuộc đến, rồi họ mở mắt ra, họ nhìn con bà cụ đó nhắm mắt rồi, mà mấy thầy xuống nói chơi thôi, bà ở trong chùa mà. Cái mấy thầy nói trời, bữa nay bà Bảy bà ra đi rồi, ít ai la mấy thầy, bà hay la. Bà la thì nhiều lúc bà cũng có bực, nấu ăn ở dưới bếp nhiều lúc bà cũng bực, bà la mấy thầy, kêu bà Bảy la, bữa nay bà đi rồi, bà mở mắt mới nhìn mấy thầy chạy hết trơn. Có, cái này có, mấy thầy có kể lại cho chúng tôi. Trên cái chùa đó, bà ở trong chùa bà nấu ăn, mà nhiều lúc bà không thích bà la mấy thầy lắm, đặc biệt Bảy la. Rồi cuối cùng cái mấy thầy kêu bữa nay bà Bảy la chết rồi, bà đi rồi không còn ai la mấy thầy nữa hết, cũng buồn, nói chơi bà mở mắt ra, mấy thầy chạy tán loạn luôn. Hồi nãy bà đó, cái này là mấy thầy nói chơi mà bà bực, bà không vui, bà mở mắt ra, bà trừng cái thần thức còn đó mà điều khiển được cái xác thân luôn, tuy rằng tim ngừng đập, máu ngừng chảy, nhưng mà lại cái điều khiển được con mắt để mở ra trừng, tâm sân của ngày này lớn. Và cái tâm quyến liến của cái người mà cô này hộ niệm quá lớn, cho nên thành ra họ mở mắt ra nhìn trừng. Mong quý vị đến chừng ra đi đừng mở mắt nha. Hôm nay có một số việc giới thiệu nữa là cô Diệu Định là cô hồi nãy đứng bên cạnh chúng tôi. Cô này cô về cô làm từ thiện, cô bỏ ra 400-500 triệu, cô qua bên cái làng Gia Lai, làng mù. Cô cho dép đức, họ mang dép đức ăn lá mì. Hồi nãy nghe một chú Vũ bên đó là lấy gạo á, trộn vô lá mì củ mì ăn độn, khổ cực cùi, 600 hộ bên đó giờ họ đang đói, chúng tôi đang lên chương trình thứ 6, thứ 5 hoặc thứ 6 tuần này, nay thứ 2 là sẽ lên chương trình mang cái kho gạo của mình còn dư 10 mấy tấn. Mình sẽ lấy 9 tấn để mang qua đó cho người 15 kg, cộng thêm mua thức ăn, đồ đạc, rồi xô, đồ này nọ. Rồi chúng tôi sẽ cho một số căn nhà mà họ xây một căn nhà 3-4 người mà có 2-3 mét vuông à. Chút xíu hôm xưa họ chui ở đó. Cùi không làm gì được hết. Cô Diệu Định cô đi 2 lần rồi, mỗi lần cô bỏ ra cả mấy trăm triệu. Hôm qua cô nói chúng tôi xin số điện thoại của anh Vũ. Chúng tôi sẽ sắp xếp mấy thầy sẽ đi một chuyến qua đó để cắt nhà, đào giếng vân vân cho họ. Cái việc này chúng tôi nói lên có phải khoe khoang không? Không. Nói lên để Phật tử bên ngoài đó, các Phật tử ở đây có nhà cao cửa rộng hoặc là nhà trọ, nhà gì mình còn tiền trong túi đúng không? Bỏ ra phụ với thầy đi làm công ích này. Buông xả được.
buông xả được trong lúc đang còn sống, lúc lâm chung mình xả mới tốt. Nên hỗ trợ cho những người đó. Và cô Diệu Định nói là họ mang có nửa đứt dép à. Chiếc dép đứt làm đôi, mang có nửa chiếc thôi. Mà không có gạo ăn và quá khổ, có số lượng khá đông. Cho nên chúng tôi sẽ lấy một chiếc xe 17 tấn để chở gạo đồ ăn qua bên đó để giúp cho họ. Hôm trước cũng có làng cùi ở dưới Di Linh nhưng mà ít lắm. Mấy chục gia đình chúng tôi tự làm được xong rồi. Nhưng bên này thì sẽ đi 2-3 ngày. Đó là cái việc mà những người đang coi trực tiếp cũng như quý Phật tử, nếu mà hỗ trợ thì tùy theo cái phước, cái duyên, cái tâm lượng của mình hỗ trợ. Chứ chúng tôi không buộc phải là bao nhiêu. Vì khi chúng tôi nói ra được điều này chúng tôi làm được. Nếu không ai muốn bố thí tài để mà hỗ trợ thì bản thân chúng tôi làm được. Trong khả năng làm được, lấy tiền của Tam Bảo, in kinh, làm mấy niệm Phật vân vân, trích cái khoản ra để làm. Vì Tổ Ấn Quang nói có những lúc Ngài chuẩn bị tiền in kinh mà chỗ đó quá đói khổ, lấy hết tiền in kinh làm luôn. Đó là cách quyền biến của Ngài. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo điều này. Nếu ai muốn tích lũy tài đời này và đời sau cho con cái, hoặc giả mình làm công đức này gửi về Tây Phương Cực Lạc, biến cái tịnh tài này trở thành tịnh nghiệp. Mới sáng nghe Ấn Tổ nói cái câu này hay tuyệt. Nếu mà tiền mà mình xài không đúng á, thì cái này không phải là tịnh tài nữa, mà là ác nghiệp của tiền bạc. Do tâm thức của mình ác, điều khiển đồng tiền ác, sát trộm dâm dối, ăn chơi sa đọa, thì đọa lạc có phần. Thì này không phải là tịnh nghiệp. Đồng tiền không biến thành tịnh nghiệp. Vì đồng tiền này làm phước thiện, hồi hướng về Tây Phương là tịnh nghiệp. Mà nếu đồng tiền này mình làm phước, mình hồi hướng về cõi trời là thiện nghiệp. Giờ đã hưởng phước cũng có ngày tặng, cũng có ngày tặng. Mà nếu mà làm mà để mà mình hồi hướng cho họ, mà chúng tôi cũng có suy nghĩ là đem những sách nhân quả qua cho họ, hiểu biết vì sao họ cùi, vì sao họ nghèo, vì sắc sanh quá cho nên thành ra tật bệnh nan y chữa không được, vì không biết bố thí tài cho nên phải nghèo sanh vào nơi đó, không có sanh phùng Trung Quốc. Nhân quả có hết, không phải là may rủi ông trời ông phạt, không có. Nhưng hôm nay anh em huynh đệ mà được ngồi trong này, được mặc y vàng, được đại chúng coi như là hỗ trợ và được cơm nước đầy đủ, nhà ở yên ổn như vậy, cái phước nhiều đời rồi chứ không phải trong đời này. Mà đôi khi trong chớp mắt thôi phá sạch khởi niệm xấu ác, tà tư, tà niệm, tà dâm, tà tâm trong đó phá sạch, tự mình làm khổ cho mình. Phàm biến thành thánh, thánh biến thành phàm. Câu này của Ấn Tổ hay cực kỳ. Tuy rằng cái thân của họ nhìn là phàm, mà trong chất liệu, trong tâm họ là thánh. Nhìn họ mặc đầu tròn áo vuông, nhưng trong tâm họ là phàm, phàm phu tục tử. Phàm, phàm quá phàm. Nhìn họ là cư sĩ như vậy đó, mà cao tăng đệ tóc, tu chân nay ngơi cởi tục. Những cái câu này nó hay, cực kỳ hay, nhưng mà vẫn áp dụng. Phải áp dụng cho được. Nãy giờ cảm xúc chúng tôi lớn, cho nên chúng tôi nói nó có âm lượng như vậy đó, chứ không phải gì đâu hả? Chúng tôi nghĩ hôm nay quý vị sẽ cảm nhận được cái điều mà chúng tôi đã nói. Cái ngày mùng 5 tháng 6 là giỗ sư cô Liên Phương, không có mời chư Tăng đông về để cúng trai Tăng, chỉ nội bộ thôi. Có buổi giảng bữa đó. Và cái ngày Vu Lan đó là ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, và cái ngày 19 tháng 6 vẫn là tổ chức lạy Vía Quan Âm, mà chắc là không đông lắm, đông lắm chắc là không có chỗ để lạy. Năm nay hết dịch rồi mình sẽ cho lạy Bồ Tát Quan Âm 500 lạy một lần. Thôi hết giờ, đến đây thôi. Chúng ta hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.